Hi, xin chào mọi người, xin chào tất cả các chú anh chị đã quay trở lại với chuyện đời thường của em ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay là tiếp tục câu chuyện rung động đó. Thì mọi người đã xem và đã nghe báo chí đài truyền thông đã đưa tin về tỉnh thất Bồng Lai lại tiếp tục khởi tố một vụ án lụm lon của thầy ông nội. Sau khi mà sự việc này được diễn ra rồi thì tất cả cô chú anh chị cộng đồng mạng rất là quan tâm về vấn đề này đó. Thì một số thành phần đang bảo vệ cho thiền am, tà am, những con nhang đệ tử mà luôn ủng hộ cho thiền am đó mọi người, cũng như là cô Lan Hai Lúa hay là những cái kênh YouTube mà thường bảo vệ cho thiền am, tà am thì bây giờ cũng bật vô âm tính. Một số luật sư thì cũng đã bỏ trốn, đâu mất tích, mất dạng đâu mấy tháng nay rồi. Bên phía cơ quan chức năng người ta cũng đang truy tìm nha cô chú chị. Và đặc biệt trong vụ tỉnh thất Bồng Lai thiền am bên bờ tọa lạc này, đặc biệt có một nhân vật rất là gọi là được nhiều người quan tâm, rất là nhiều khán giả quan tâm về câu chuyện này. Đó là ai? Đó là cô bé Diễm My. Cho tới thời điểm này Diễm My không biết là đang ở đâu và làm gì, còn sống hay đã mất. Nhưng mà ngày hôm nay lại đặc biệt có một cái người mà cũng là cực kỳ có danh, có tiếng, có tài, có tiếng, cộm cán trong những cái drama, đặc biệt là drama của cô Nguyễn Phương Hằng vừa qua, cũng như là drama của tỉnh thất Bồng Lai thiền am bên bờ ông nội nha mọi người. Thì nhắc tới người này không ai khác đó là một tên hiệp sĩ, đó là Nguyễn Sinh, hiệp sĩ Nguyễn Sinh của chú chị. Thì ngày hôm nay hiệp sĩ Nguyễn Sinh lại lên giành công giành cán, là trách hờn khán giả, trách hờn cộng đồng mạng là do công sức của anh này đó, chứ không phải là do cô Hằng, mà mọi người cứ nhắc tên cô Hằng, nhờ cô Hằng mới dạch ra được mặt của thiền am, dạch mặt của thầy ông nội đó. Một phần là do anh này thôi, cô chú chị, không ai nhắc tới tên anh này. Thì anh này anh ghen ăn tức ở nó, cái tính mà gọi là thái quá, lại nổi máu lên, lại đăng một cái bài cực kỳ mà nghe mà nóng lạnh phát sốt nha cô chú chị đó, mình nghe mình nhục dùm. Thì nói chung cô chú chị, đây là cái bài đăng của Nguyễn Sinh mới nhất. Thì mình sẽ chia sẻ lại cho cô chú anh chị và mình đi phân tích vào cái vấn đề của bài đăng này. Rồi, xin mời cô chú anh chị lắng nghe. Quá nhiều bình luận của các bạn thắc mắc về hành tung của cô Diễm My. Hiện tại ra sao, đang ở đâu, còn sống hay đã chết? Để mình phân tích nhé. À, bây giờ tỏ ra là một tên hiệp sĩ và một vị phân tích nữa rồi mọi người. Đầu tiên tôi khẳng định một lần nữa, ba mẹ cô Diễm My là những người không biết điều đó. Chưa gì hết là chửi ba mẹ Diễm My là không biết điều là anh Thắng với chị Mai đó mọi người. Đầu tiên tôi khẳng định một lần nữa, ba mẹ của cô Diễm My là người không biết điều, họ vô ơn. Bản thân tôi ngay từ đầu đã làm rất nhiều việc cho gia đình họ, nhiều lần đứng mũi chịu sào trên này, mặc cho người đời bảo tôi nhận tiền của gia đình họ để hãm hại tỉnh thất Bồng Lai. Là ông Lê Tùng Vân. Và em nói cô chú anh chị, câu chuyện tỉnh thất Bồng Lai này nó, thì mọi người hiểu rằng là không ai hãm hại thiền am hết. Tự thiền am này là một nơi tu giả, giả tu nó là cộng đồng mạng, và nhiều người người ta lên án rồi, không riêng gì thằng Nguyễn Sinh này cô chú anh chị. Tại vì thời điểm đó thằng Nguyễn Sinh nó rất là nói về cái sự việc này đó, và nó thu lợi từ những cái view đó, nó thu nhận rất là nhiều. Còn bây giờ nó nói là ba mẹ Diễm My là người vô ơn, nó khẳng định là vô ơn, nó không biết điều. Ủa biết điều là sao, phải dắt tiền cho mày hả Nguyễn Sinh, đúng không cô chú anh chị đó. Thì tiếp tục anh ta lại chia sẻ, đem đọc hết đi rồi mình chia sẻ tiếp mọi người. Chưa bao giờ ba mẹ Diễm My cảm ơn tôi bất cứ thứ gì, là một từ, là câu nói đến vật chất, có đưa tôi cũng không nhận. Thế, ủa chưa chắc nha bạn, chưa chắc nha mày, trời ơi sao được, thử cái đưa cái mày hốt liền không. Thế nhưng một thời gian sau, chính đôi vợ chồng này lên livestream của bà Hằng và bảo rằng tôi chẳng làm được gì, chỉ hồ theo họ để nổi tiếng. Và rồi tôi lại bị chửi như tát nước thêm một trận đó bởi fan cuồng của ba phía. Wow. Kể từ đó chuyện tung tích của Diễm My không phải là đề tài tôi quan tâm nữa, vì không thể nào chúng ta giúp mãi cái loại người vô ơn bội nghĩa như thế được. Lại trách hờn, ý là kể công nha mọi người.
Thật sự mọi người, đến câu chuyện drama, thằng nào cũng muốn kiếm tiền hết cô chú anh chị, thằng nào cũng kiếm tiền hết, ngay cả bản thân của em làm drama, làm sự kiện, làm tin tức cũng kiếm view, kiếm like, kiếm tiền thôi. Và là thời đó thằng Nguyễn Xin là clip nó là triệu triệu view không à, mọi người biết doanh thu và tiền nó khủng như thế nào đó. Còn nó phải đòi là anh Thắng chị Mai phải đưa vật chất, đưa chưa chắc nó lấy đâu, xin lỗi, đưa thôi có mày nhận không, mày đặt xạo xạo nổ nổ hiệp sĩ rồi nữa. Nhưng đó là suy nghĩ nhất thời của thời điểm đó. Đến nay thì chuyện cũng đâu vào đấy rồi. Anh chị cũng là bậc làm cha làm mẹ, sinh ra đứa con như vậy cũng đau lòng và bối rối. Chuyện anh chị có lỗi xem như tôi không chấp nữa. Giờ tôi chỉ cách anh chị tìm con. Ơ ghê ạ, ghê ạ. Mình nói cô chú anh chị, trong cái sự việc mà tỉnh thất Bồng Lai, bé Diễm My không phát hiện ở đâu được, bên cơ quan điều tra người ta còn không tìm được, mà thằng này bây giờ nó lên nó đòi chỉ, nó chỉ đang kiếm tiền. Ngày xưa anh Thắng chị Mai tuyên bố cho mấy tỷ đồng đó, nếu kiếm được Diễm My đó sao không chỉ, bây giờ nói chi, đúng không mọi người? Như đã nói rõ, ở đời này nếu nói về tìm người thì có hai đơn vị tin nhẹ nhất, đầu tiên là công an, sau là cộng đồng mạng. Nhưng cả hai lực lượng tin nhẹ nhất nhì đều bế tắc hết rồi, nên nhận định của anh Bãi Diễm My đã hiểu. Ý là bây giờ anh nói là Diễm My đã mất rồi đó cô chú chị. Cái điều đó ai cũng suy nghĩ tới rồi, đâu phải tới giờ này mình mới nói hả. Anh Bãi, anh Bãi mặt mâm, mặt heo. Nhưng đấy là nhận định của năm ngoái. Giờ sau khi có cơ sở, tôi sẽ ra một bài toán về đường đang che giấu Diễm My, cộng đồng mạng và ba mẹ cô cũng như các nhà chức trách tự giải nhé. Bài toán như sau: đây là một người phụ nữ từng đứng đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng. Bà này có quan hệ với Trọc Cô Lô. Bà này là người che giấu bà Lê Thu Vân lúc bị truy nã. Ngày 28 tháng 7 năm 2022, bà Vân đã di chuyển từ nhà của bà này đến gặp luật sư để livestream đầu thú. Là người có mắt xích rất quan trọng đến nhóm luật sư bảo vệ Thiền Am. Thậm chí có thể là người này là người đứng sau giúp sức đưa những người luật sư kia đi đường mòn lối mở để trốn ra khỏi Việt Nam khi nhóm này bị công an triệu tập. Người này rất giàu, có địa vị, có nhiều khu nhà ở cho người nghèo. Lần theo người này sẽ tìm ra được Diễm My. Diễm My đã có con chưa, có với ai? Tìm ra người này Diễm My và Diễm My thì sẽ rõ. Rồi nói như mày thì ai nói không được hả? Đúng không cô chú anh chị? Nói như thằng Xin này ai nói mà không được? Đó, nó nói á, làm như nó là thiên tài. Nó năm trước là dự đoán đã chết, Diễm My đã hiểu rồi thì tất nghĩa là mất đó cô chú anh chị. Còn bây giờ thì nó sẽ phân tích theo một hướng khác, nó đưa ra một cái người đó thì mọi người tự đánh giá người nào nghe, mình không nói ở đây đó. Và mình nói luôn, cơ quan chức năng công an người ta điều tra như vậy, người ta còn chưa có được cái thông tin, chưa có được cái tông tích của Diễm My, mà thằng Xin này là cái gì mà lại có những cái hành vi và những cái phát ngôn như vậy đó. Một khi mà cái sự việc của Thiền Am và ông nội bị khởi tố, thầy ông nội nha mọi người, thầy ông nội là thầy á, thầy ông nội đã bị khởi tố về cái tội lụm lon đó, thì cộng đồng mạng người ta réo tên đó, người ta nói là do cô Nguyễn Phương Hằng, thì là cũng một phần cũng cô Hằng cũng đã quậy đó, đã quậy lên cái sự việc này nó mới nóng lên. Chứ cái vụ mà Thiền Am này nó chìm xuồng cũng khá là lâu đúng không mọi người, nhờ khi mà cô Hằng, cái drama cô Hằng nổ ra thì cô Hằng cũng đã nhắc tới Thiền Am và cô Hằng đã lên tiếng rất là mãnh liệt về cái sự việc này. Nên nó mới có công an, người ta mới từ đó, người ta mới, người dân người ta mới phẫn nộ, người ta mới chia sẻ, người ta mới làm đơn tố cáo nhiều, thì cơ quan chức năng người ta vào cuộc, người ta làm việc. Thì ngày hôm nay điều tra từ từ người ta khai thác nó mới ra. Còn bé Diễm My cái đó là cũng là trách nhiệm và bổn phận của bên cơ quan chức năng, người ta sẽ từ từ người ta điều tra làm rõ. Còn thằng Nguyễn Xin này mày giỏi, tại sao mày không tìm? Và mày đi tìm đi, mày có chứng cứ mày đưa cho cơ quan chức năng, mày lập công, mày lãnh thưởng. Chứ bây giờ mày lên đi mày nhận công. Mày là cái thằng cũng làm mạng xã hội, mày cũng kiếm tiền, kiếm view, kiếm like thôi. Thật sự như vậy. Nó, bây giờ mày lên mày trách hờn, anh Thắng chị Mai là vô ơn bội nghĩa. Mày giúp được gì? Chính anh Thắng với chị Mai cũng nói mày không giúp được gì. Mày cũng chỉ kiếm view, kiếm like thôi. Đúng không cô chú anh chị? Cái nào mình nói ra cái đúng cái đấy. Thật sự câu chuyện nó chỉ là chia sẻ, đang nóng, đang hot, mình chia sẻ những gì mình biết.
cũng như thằng Lạc Phong nó đã từng tuyên bố là nó thấy Diễm My 100%, nói tụi điền võ đó cô chú anh chị. Và thậm chí bây giờ thằng Nguyễn Sinh nó nói là bây giờ có cái đường nó tìm người này người nọ, mày biết tại sao mày không lần theo, mày lập công, mày muốn cộng đồng mạng tôn công nhận mày, mày muốn lập công lập cán thì mày phải tự đi làm, chứ mày lên mày nói những lời như vậy làm cái gì, đúng không cô chú anh chị? Đây cũng là những lời mà gọi là dẫn dắt ma mị khán giả thôi. Thật sự Diễm My không, tới bây giờ chưa biết Diễm My ra sao, thật sự chưa biết là còn sống hay đã mất, và có con như thế nào cũng chẳng ai biết được hết. Cơ quan chức năng người ta cũng đang làm việc, cũng đang điều tra về cái vấn đề này nó, mà người ta chưa công bố, chưa tuyên bố gì hết, mà thằng này nó dám lên nói như vậy. Thì hỏi cô chú anh chị đúng hay sai, là thằng này nó sống như thế nào, đúng không? Mà thằng Nguyễn Sinh từ xưa giờ cô chú anh chị biết rồi, chỗ nào có, chỗ nào có nóng là có cái dấu răng của nó tới. Thì mình nói như vậy thì cũng cho anh chị hiểu rồi. Và đây là những cái thông tin mà nó dẫn dắt các ma mị khán giả thôi. Thì thôi, mọi chuyện để cơ quan chức năng người ta lo, để cơ quan chức năng khi nào người ta điều tra làm rõ, có kết quả người ta công bố lên báo chí báo đài, thì mình dựa vào đó và mình chia sẻ, đúng không mọi người? Rồi, thì em cũng muốn chia sẻ đôi lời về cái thằng Nguyễn Sinh mặc sệ này cho cô chú anh chị nghe thôi. Thì một lần nữa thì mình cũng xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video sau của em, để em tiếp tục cập nhật chương trình, nó cập nhật những thông tin mới nhất để chia sẻ cho mọi người. Còn Diễm My bây giờ là theo em cái lệnh là không biết. À, còn vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, ông nội đã bị khởi tố về tội lùm lon là có thật 100%, và những con nhang đệ tử, nó những người bảo vệ thiền anh như Cô Lan Hai Lúa, luật sư Đu Di Điện đồ bây giờ là tá hỏa tâm tin chạy mất dép, và có những cái kênh YouTube bảo vệ thiền anh tà am bây giờ cũng là im hơi lặng tiếng, nín như nín địch rồi nghe mọi người. Rồi, một lần nữa thì cho em chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị vào video sau của em. Bye bye tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay tiếp tục trên tay em chào bán một cái sản phẩm cực kỳ hiệu quả cho cô chú anh chị sử dụng. Mọi người trung niên, lớn tuổi thường đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp đầu. Mọi người hãy dùng thử chai này nha mọi người. Đây là nước cốt nhào ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp cực kỳ hay nha mọi người. Là nhào nguyên chất. Nó nhào nguyên chất được ủ đường phèn để lên men để lấy ra một cái dung dịch như thế này đó. Thì đây là cái sản phẩm nhà làm. Thì nước cốt nhào ủ đường này cô chú anh chị đã sử dụng và đã hiểu rất là rõ về công dụng rồi đúng không? Đó, cô chú anh chị nào chưa sử dụng thì hãy mua một lần để trải nghiệm như cô chú anh chị. 300.000 bao ship toàn quốc là chai 1 lít như cô chú anh chị. Chai như thế này là 1 lít nước cốt nhào ủ đường đó, tức nghĩa là khi trái nhào chín người ta lấy, người ta ủ với đường phèn trong vòng 3 tháng và lược hột và lấy cái nước này. Và đặc biệt đó là nhào rin nguyên chất 100%, rất tốt cho sức khỏe như cô chú chị. Đặc biệt công dụng của trái nhào là trị đau nhức thì cô chú chị khỏi bàn rồi. Cô chú chị muốn tìm hiểu thêm, cô chú chị cứ lên Google search công dụng của trái nhào là quý vị sẽ biết liền. Đây là chuyên trị đau lưng nhức mỏi, đau thần kinh tọa, đau nhức xương khớp cực kỳ hay, cực kỳ hiệu quả. Một chai như thế này là 300.000 bao ship toàn quốc như cô chú chị. Và đặc biệt kèm theo với cái đó thì có một cái chai cao so bóp trị bông gân, nó tê bì chân tay, đau nhức chỗ nào quý vị xịt chỗ đó vào. Đây là chai thuốc xịt nha mọi người, nó gỡ nắp ra và quý vị xịt, quý vị gỡ nắp ra và quý vị xịt bóp sẹt sẹt lên ngay chỗ dùng đau và so bóp bóp là bao của chú anh chị nha mọi người. Xịt một ngày 3-4 lần, nó đây là nó có công dụng ở đây, hướng dẫn sử dụng ở đây. Mọi người hãy sử dụng đi rồi mọi người sẽ biết nha mọi người. Đó, 135.000 bao ship toàn quốc luôn. Còn cô chú anh chị nào muốn uống cái chai này thì uống, cái chai này không được uống nha mọi người, chai này chỉ xịt thôi. Đó, mọi người muốn tốt nữa thì mọi người mua một cặp, một liệu trình một cặp của nó. Đó là mọi người sẽ sử dụng, mọi người sẽ biết. Nước cốt nhào thì 300.000 một chai, còn cao so bóp là 135.000. Đó, đây là nhà làm nghe cô chú anh chị. Cô chú anh chị nào mà đau nhức xương khớp, đau lưng nhức mỏi, cô chú chị cứ liên hệ với em. Đó, số điện thoại nằm trên góc trái màn hình nha mọi người. Ok, thì một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả cô chú anh chị. Mọi người yêu mến sản phẩm nào mọi người cứ liên hệ với em. Ok mọi người.